Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Tarot Xuân Thúy Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ Ngày hôm nay mình có mặt tại đây để thực hiện trải bài với câu hỏi Bạn giống loài động vật gì? Như các bạn đang nhìn trên màn hình, chúng ta có 3 loại lá tương ứng với 3 tụ Lần lượt từ trái qua phải như sau Tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 các bạn hãy lựa chọn một tụ bài phù hợp với mình nhất và ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu luôn với tụ bài số 1 nhé. Mình sẽ để hai tụ bài còn lại ở phía bên này. Và đây, chiếc lá tượng trưng cho những bạn lựa chọn tụ bài số 1. Màu sắc cũng đẹp lắm. Kiểu màu đỏ pha và vàng Mình sẽ để lá bài của các bạn ở phía bên này Đối với trải bài lần này, mình sẽ sử dụng hai tủ bài để thực hiện trải thông điệp Bộ bài đầu tiên sẽ cho chúng ta biết rằng bạn giống loài động vật nào Tính cách, sức mạnh, phong thái, trí tuệ ra sao Kết nối với các bạn ở tủ bài số 1 Hãy cho tôi biết bạn giống loài động vật nào? Ba lá. Qua. Wow. Rồng hả? Với bộ bài số 2 sẽ cho chúng ta lời khuyên. Lời khuyên dành cho các bạn ở tù bài số 1. Đối với các bạn ở tù bài số 1, Thật sự các bạn khiến mình rất là bất ngờ Các bạn đặc biệt giống như chiếc lá này vậy Màu sắc đặc biệt Hình dáng ấn tượng Nếu mà nói một loài động vật tượng trưng cho các bạn hả Các bạn không có một loài động vật cụ thể nào cả Vì sao mình lại nói như vậy Thứ nhất, hãy nhìn vào ba lá bài này Cả ba lá bài đều là ba lá bài thuộc bộ ảnh chính và nó biểu thị điều gì khía cạnh đầu tiên bạn có một trí tuệ uyên bác và thâm sâu bạn là một người thích sống tự do không thích sự gò bó không muốn bản thân rơi vào một khuôn khổ nào đó chuẩn mực của xã hội nó giống như kiểu là cuộc đời của bạn phải tuân theo luật chơi của bạn trời ơi, kinh khủng ghê không Ngày hai lá bài đầu tiên đã đã biểu thị cái điều này rồi. Nếu mà bắt buộc phải dùng một loài động vật cụ thể để miêu tả bạn, thì như hồi nãy mình nói, bạn chính là rồng. Rồng đó là cái gì? Ngay cái tên rồng là mình đã thấy cái sự huyền bí rồi. Bởi vì đến hiện tại, khoa học vẫn chưa thể chứng minh được rồng có thật sự tồn tại hay không. Và bạn cũng vậy. Khi mọi người nhìn thấy bạn, họ cảm giác là bạn không thuộc về thế giới này bạn thuộc về một cái thế giới nào đó. Nó làm sao ấy? Nó đúng theo kiểu là về kiến thức bạn có một kiến thức uyên bác ha, như hồi nãy mình nói. Về vóc dáng bên ngoài, bạn có một cơ thể đẹp. Nếu là nữ thì bạn có tay chân dài, dáng người thanh mảnh, không ốm yếu. Còn nếu là nam á bạn có một cơ thể mà khiến cho bao chàng trai phải ghen tị. Bởi vì sao? Cái cơ thể của bạn không phải theo bất cứ một cái tiêu chuẩn khuôn mẫu nào cả. Ví dụ như là người ta nói là con trai phải sáu múi, phải cơ bắp cuồn cuộn, thì không, bạn không theo tiêu chuẩn đó. Bạn nghĩ rằng là một cơ thể đầy đặn hay là một cơ thể không cần phải mập, ốm ốm cũng được, miễn sao chắc khỏe, tinh thần tốt, sức khỏe tốt là được. Thành ra khi mà mọi người nhìn vào bạn ấy Họ thấy bạn là một con người tràn đầy sức sống Bạn nắm tất cả mọi thứ trong tay Kể cả công việc, tài chính, hạnh phúc Trong mối quan hệ và tinh thần của bạn Bạn rất hiếm khi để cho những thứ đó nằm ngoài tầm kiểm soát Đôi lúc ấy Người ta còn nghĩ rằng bạn tham lam nữa cơ Tại vì cái gì bạn cũng muốn nắm vào tay hết Nhưng họ nào biết được đó không phải là tham lam nó là tài năng đâu phải ai cũng có thể cầm được nhiều thứ làm được nhiều nhiệm vụ làm được nhiều công việc trong cùng một đời điểm bạn thì đặc biệt hơn họ bạn có thể thực hiện nhiều công việc cùng một lúc chưa kể bạn hoàn thành nó một cách tối ưu và mang đến hiệu quả tốt nhất nữa nhiều người còn thắc mắc ôi sao mà cái người này có thể làm được nhiều công việc như vậy thậm chí đưa cho họ một cái đề. Đối với người khác là họ phải tốn tầm 10 phút, 15 phút mới là mới hoàn thành xong đúng không? Còn riêng bạn nha, 5 phút là xong. Thậm chí cái cách làm của bạn nó còn khác biệt nữa kìa. Nó nhanh đến cái mức mà khiến người ta ngỡ ngàng và người ta phải đặt câu hỏi rằng ủa, cái cách này ở đâu ra ta? Thì do bạn tự sáng tạo thôi. <laughs> bạn là một người có khát vọng. Nếu mà nói về mặt tiêu cực thì gọi là tham vọng. Cái khát vọng của bạn lớn lắm. Nó lớn đến cái mức mà khiến cho người ta mơ hồ và cảm giác giống như chắc không có được đâu. Uhm... Mình lấy ví dụ nha. Tôi ước gì tôi có tiền mua cả một ngọn núi rồi tôi xây một căn nhà trên đó. Thấy hảo mộng ghê không? Đặc biệt là ở Việt Nam. Ai mà bán núi cho mình chứ? Đó, bạn hay có những cái phát ngôn gây sốc kinh khủng hay là uh, khi có tiền tôi sẽ ra một cái nơi nào đó gần sông gần suối để ở tôi sẽ hòa mình cùng thiên nhiên không tranh đấu với đời hoặc là nếu mà trở thành diễn viên tôi sẽ trở thành diễn viên xuất sắc nhất nói chung là bạn đặt ra những cái tham vọng mà tôi nói nó nó hảo huyền đến cái mức mà khiến người ta nghi ngờ luôn nhưng mà bạn làm được mới đâu chứ trời ơi là trời được một cái á, tất cả những cái kế hoạch mà bạn vạch ra đều có cơ sở. Không phải là nói là hảo mộng hay là mơ hồ hay là mấy cái thứ viễn vông gì đâu. Bạn đưa ra những cái điều đó, bạn phát ngôn ra những cái câu nói đó, nó không phải là mơ mà là chính là viễn cảnh ở tương lai. Bạn thấy phiên bản của bạn ở tương lai sống trong một căn nhà như vậy, sống ở một cái nơi như vậy. Chỉ là ở cái thời điểm hiện tại bạn chưa đạt được cái mức đó thôi. Thành ra ấy, cái mà bạn đang phát ngôn ra ở thời điểm hiện tại chính là bản thân bạn ở phiên bản tương lai. Hoặc có thể nói là bản thân bạn kết nối với bạn ở một chiều không gian khác. Mình nói này á, nếu mà những người ở tụ bài số 2, số 3 ấy có lẽ sẽ không hiểu, nhưng mà riêng những người ở tụ bài số 1 sẽ hiểu. Đầu óc của bạn to lắm. Bạn hiểu những cái tầm vĩ mô không mà? những cái ngôn ngữ khó hiểu, những cái cách mà người ta thể hiện, trời ngay cả cái phát ngôn mình nói nó cũng thể hiện cái sự khó hiểu nữa. Mấy người ở tự bài số 1. Đầu óc suy nghĩ cực kỳ nhiều. Các bạn thế nào ta? Khi mà người ta nói một câu, những người khác họ sẽ hiểu là tầm một nghĩa, hai nghĩa, cao lắm là ba nghĩa. Còn riêng bạn, một câu nói đó có thể là năm nghĩa mười nghĩa thậm chí á là nghĩa tốt nghĩa xấu mặt tích cực mà hạn chế là bạn và trai hết luôn thật ra nhiều người hay nghĩ rằng cái người này á mấy người ở tụ bài số 1 này sao mà hay suy nghĩ nhiều quá nghĩ gì mà nghĩ dữ người ta nói một câu thì mình hiểu như vậy đi có cần mình phải vẽ vời ra nghĩ bóng rồi nghĩ đen là gì hay không nhưng mà thật ra nó là tính cách của các bạn rồi ai biểu các bạn là rồng ngay từ cái tên rồng là nó đã thể hiện cái sự huyền bí, cái sự thâm sâu khó lường rồi. Nói về sức mạnh, không ai qua được rồng. Nói về trí tuệ, hên xui. <laughs> Tại vì có ai từng nói chuyện với rồng đâu mà biết đúng không? Thành ra ấy, trí tuệ của bạn người ta không đo lường được. Chỉ khi mà họ trực tiếp gặp bạn, nói chuyện với bạn, họ mới biết rõ rằng bạn thông minh cỡ nào. Nhưng mà nhìn vào đây, đây, Dựa vào cái hình ảnh này, các bạn cũng có thể hiểu rõ ràng bản thân các bạn như thế nào đúng không? Một con người không thuộc về thế giới hiện tại. Bạn khác biệt. Thời trang bạn khác biệt. Lối sống khác biệt, tư duy khác biệt luôn. Thành ra khi mọi người tiếp xúc với bạn, á họ thích lắm. Họ thích được đào sâu vào bạn. Mà mỗi lần, mỗi lần mỗi lần họ càng đào sâu á, thì họ cảm giác như là họ không thể nào hiểu được bạn bạn thay đổi nhiều lắm bạn lật mặt như lật bánh tráng luôn hoặc nói rõ hơn là bạn sống giả tạo kinh khủng bạn ít khi phơi bày cái bản chất thật của mình lắm bởi vì sao bạn biết rằng ấy, ai cũng có điểm yếu và một khi mình đã phơi bày cái điểm yếu ra ra cho người khác nghe hay là cho người khác biết và sau một thời gian cả hai không còn tiếp xúc với nhau nữa lỡ đâu chừng một ngày nào đó họ lại đem cái điểm yếu của bạn nói cho những người khác. Nếu như lá bài này xui như thế này nè, nó sẽ thể hiện những cám dỗ. Còn ngược như thế này chứng tỏ là gì? Bạn không bao giờ bị mua chuộc bởi những cám dỗ tầm thường. Bạn có giá trị của riêng bạn. Ừm uhm... Nếu như mình đặt câu hỏi cho các bạn ở tụ bài số 1, bạn sẽ chấp nhận mức giá bao nhiêu tiền để làm một việc trái với lương tâm và đạo đức của bạn? Các bạn nghĩ các bạn tốn bao nhiêu tiền? Vài trăm triệu, vài tỷ, hoặc là không có mức giá cụ thể. Đối với mình, ấy, câu trả lời dành cho các bạn tụi bài số 1 là có giá, chứ không phải là vô giá nhưng mà cái giá trị để mua chuột bạn á nó lớn kinh khủng ít nhất á phải mang đến hàng trăm triệu cho một công việc nhỏ còn một cái việc mà mang đến tính cá cược cao ấy thì chắc đâu đó vài tỷ những người ở tù bài số 1 tự trọng cao kinh khủng đâu ai có thể mua chuột được bạn đây nhìn cái lá bài này Bạn thấy không một người biết kiểm soát bản thân nhưng đôi khi á cái lý tưởng của bạn là tốt bạn hào hứng bạn say mê với những đam mê với lối sống vốn có của bạn nhưng cuộc đời mà đâu phải lúc nào bạn cũng có thể đòi hỏi người khác giống như bạn rồi bạn ép buộc họ đi theo cái khuôn khổ của bạn hoặc là mình nói đơn giản hơn là nếu người ta muốn chơi với bạn thì người ta phải giống bạn đã chấp nhận vào cuộc chơi thì phải tuân theo luật của bạn mà làm sao có vụ đó được đúng không chưa kể bởi vì bạn quá thông minh bạn nhanh nhạy với mọi thứ thành ra ấy, trong cái quá trình bạn làm việc á bạn sẽ thúc đẩy mọi chuyện nó tiến hành quá nhanh mà cái gì quá cũng không tốt đặc biệt là những thứ mang tính chất thời gian. Nếu như các bạn làm việc một cách vội vã, chắc chắn sẽ có sai sót. Bạn đừng có nói với mình đó là không bao giờ đâu, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi chắc chắn ra cái này là không bao giờ có sai sót. Làm gì có chữ không bao giờ, chắc chắn sẽ có sai sót mà. Chỉ là bạn không thấy ở thời điểm hiện tại thôi. Tầm tương lai là chắc chắn, mình dùng cái từ chắc chắn luôn, tầm tương lai thôi là những cái thứ tối những cái góc khuất của nó sẽ phơi bày ra lúc đó đỡ cũng không kịp đâu các bạn à thành ra với cái đáp bài số 3 này nè khuyên các bạn nên chậm rãi lại đừng quá vội vàng đồng thời đừng bức ép người khác đi theo khuôn khổ của mình cuộc đời của mỗi người mà mỗi người có một số phận riêng bạn cứ tỏa sáng theo cách mà bạn muốn còn về phần của người khác Chỉ mong rằng họ không đụng chạm đến bạn là được Còn nếu mà họ đụng chạm đến bạn hả Cái giá của họ nhận lại Đau đớn lắm Cũng giống như một người bình thường mà đụng vào một con rồng vậy đó Nội và sức mạnh đã trên lệch kinh khủng rồi Chỉ là con rồng đó không thích đôi co Không thích tạo ra những xô xát không đáng muốn Chứ nếu mà nó đã máu lên rồi ha là cái người phía trước mặt chỉ có thể thiêu rụi thành tro mà thôi bạn cũng như vậy đấy những cái người mà đắc tội bạn á bạn hoan hỉ cho qua kiểu giống như ơi mấy cái đứa tầm thường đó mà chả có đụng chạm gì đến mình thì thôi mình hoan hỉ mình bỏ qua coi như là mấy đứa ngốc ừ. bạn nghĩ như vậy còn một khi mà ai đó đã đụng đến giới hạn của bạn á nha là người đó hả chắc chỉ có đầu thai mới hết tội thôi <laughs> Mấy người tụi bà số 1 đáng sợ quá Đây Ngoại lời khuyên của Tarot ra Lời khuyên của quẻ kinh dịch Nó sẽ nói cái gì Để mình đọc cho các bạn nghe Bác bỏ Bào mòn Rãn nứt Đây là thời kỳ của sự hủy hoại Mâu thuẫn Xung đột không ngừng Dễ bị người khác hiểu lầm ủa bộ những người ở tụi bài số 1 hay bị người khác hiểu lầm lắm đúng không? Chứ cách bạn sử dụng ngôn từ á. Chắc vậy quá. Tiếp nha. Tốt nhất là thuận theo tự nhiên để mọi thứ di chuyển theo cách mà nó vẫn đang vận hành. Ừ đúng rồi, bức ép cũng không có tốt. Giống như là bài Tarot mình nói bạn á. Tiếp nè. Bạn hãy tích cực tỉnh tâm. Suy ngẫm chờ đợi. Cứ để mọi thứ từ từ trở lại theo lối tư duy bình thường. Ừ. Trong lá bài này nó có bốn chữ. Biết ngừng đúng lúc. Cũng giống như Tarot thôi. Cái gì quá cũng không tốt. Nhanh quá cũng không được. Thúc ép quá cũng không được. Thôi thì bạn vẫn giữ cái nét vui vẻ. Cái bản chất vốn có của bạn là được. Hãy tỏa sáng theo cách mà bạn mong muốn. Nhưng có một số chuyện, đừng hối thúc quá. Cái gì quá cũng không được mà đúng không? Rồi, coi như là tụi bài số 1 mình đã xem xong rồi đó. Các bạn giống là động vật nào? Chính là rồng nhé. Ừ. Uhm, chắc không còn gì để nói chuyện với bạn nữa đâu. Vậy thì thôi, mình xin chúc cho các bạn đón một ngày vui vẻ cứ tỏa sáng theo cách mà mình muốn, luôn luôn giữ sự trí tệ thông suốt và nhìn rõ tường tận mọi thứ. Hãy khiến cho bản thân mình đứng ở vị trí điển cao giống như một con rồng hùng vĩ. Và bây giờ, tạm biệt nhé. Rồi, mình đã xem xong tụ bài số 1. Và bây giờ, tiếp theo đây, mình sẽ xem các bạn ở tụ bài số 2 với câu hỏi Bạn giống loài động vật nào? Mình sẽ để lá bài của các bạn ở chỗ này. Với trả bài cho câu hỏi lần này, mình sẽ sử dụng hai bộ bài. Bộ bài đầu tiên, nó sẽ thể hiện bạn tượng trưng cho loài động vật nào trí tuệ, tinh thần, cảm xúc. Hãy cho tôi ba lá kết nối năng lượng với các bạn ở tụ bài số 2 để xem bạn giống loài động vật nào. Oh. hoang dã thế Rồi Với bộ bài này là bộ bài kinh dịch Sẽ đưa ra lời khuyên dành cho các bạn ở tụ bài số 2 Lời khuyên Đối với các bạn ở tụ bài số 2 nếu nói bạn giống một loài động vật nào á hả? Khó quá ta Động vật thì bạn không có giống lắm Bạn giống con người hơn Mà con người có thể gọi là động vật không ta? À, thì con người mình là động vật mà <laughs> Rồi Từ từ Để mình suy nghĩ lại coi Ừ Tính đi thì cũng tính lại Bạn chỉ có giống con người thôi Chứ bạn không có giống ai đâu bạn không có giống một loài động vật nào cả Bởi vì sao ha ừ, Đáng lý á Khi mà mình xem Cái lá ở giữa nè Mình tưởng bạn có một cái sự Hoang dã mạnh mẽ nào đó Nhưng mà sau khi mình lật hai lá bài này ra ấy, Thì mình lại thấy rằng Bạn là một con người khá chần chừ Rồi không câu giờ nữa Để mình trực tiếp nói cho các bạn nghe luôn có một tin buồn dành cho các bạn Đó chính là trong thời gian sắp tới hoặc là ngay ở cái thời điểm hiện tại đang xem video này nè Bạn đã rơi vào tình trạng khó khăn về mặt tài chính và công việc rồi nếu không phải là ở thời điểm hiện tại thì trong tương lai gần thôi bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh đó. Nó sẽ khiến cho bạn cảm giác bế tắc, mệt mỏi, không biết bản thân mình nên đi như thế nào cho đúng hướng. Kỳ vậy ta, tự nhiên đang xem trải bài bản giống động vật nào mà đột nhiên bạn nó lại hiển thị như vậy hè xấu thế chứ rồi để mình bớt bớt phần đó tại sao ha tự nhiên lá bài nó hiển thị như vậy thì mình nói cho các bạn biết thôi để các bạn tránh đồng thời cái lá kinh dịch nè nó ra lời khuyên cũng liên quan đến cái khía cạnh đó thì mình nghĩ rằng có lẽ đây là thông điệp mà bạn cần nghe hơn so với cái thông điệp chính là trả lời cho câu hỏi bạn giống động vật nào ừ về bạn, những người ở từ bài số 2, bạn là một người có uy tín, có trách nhiệm, nhận được sự tin cậy của mọi người xung quanh. Hiện tại bạn toát ra phong thái của một người điềm đạm, có sự nghiệp, có tài chính ổn định. Tuy nhiên, về tính cách của bạn, ấy, bề ngoài bạn thể hiện mình là một con người đầu đội trời chân đạp đất, đứng đầu đón gió, à, đứng đầu đón sóng. Nhưng thực chất khi đụng chuyện á thì bạn hay đổ lỗi lắm. Bạn không có theo kiểu như là ôm trách nhiệm về mình đâu, bạn hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, kiểu giống như nếu như công việc của tôi không rơi vào trong thời kỳ suy thoái kinh tế thì nó đã không tệ như vậy. Hoặc là nếu như thời tiết không không có mưa thì tình hình kinh doanh của tôi đã tốt hơn. Mấy bạn hay đổ lỗi lắm. Mấy người tụi bà số 2 hay đổ lỗi cho hoàn cảnh kinh luôn ấy. Ít khi đổ lỗi cho yếu tố liên quan đến con người. Toàn đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh thôi. Mà ngay cả bạn cũng đâu có chịu trách nhiệm đâu mà. Thành ra ấy, khi mà có chuyện, đó, đụng chuyện xảy ra một cái là bạn hay tìm một cái lý do nào đó để có thể bỏ đi cái sự thật những cái tác nhân trần trụi khiến cho mọi người nghĩ rằng là lỗi của bạn bạn thường hay đổ lỗi cho tác nhân bên ngoài đổ lỗi cho môi trường xung quanh nó có được cái gì đâu trời ơi là trời đã không được cái gì rồi nó còn khiến cho bạn sầu thêm nữa vậy thì sao nè cái lá bài thứ ba nè định hướng về lời khuyên nè vào cái lá bài đó ấy, nó thể hiện như thế này. Sự lừa dối sẽ không đem lại lợi ích gì cho bạn. Cái câu này nó có hai nghĩa. Thứ nhất, nếu như bạn đang có một mối quan hệ tiếp xúc với một ai đó và bạn biết rằng là họ đang lừa dối bạn điều gì đó, tốt nhất là bạn nên dừng mối quan hệ này lại. Còn khía cạnh thứ hai là về bản thân bạn những người ở tuổi bài xóa 2. Đừng cố gắng tạo ra ảo giác cho bản thân. Có lỗi của bản thân thì cứ nhận đi. Tha mình chấp nhận, như vậy á cái lòng mình nó mới nhẹ nhõm hơn. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta phải đối mặt với sự trì hoãn. Và sự trì hoãn này khiến cho bản thân mình căng thẳng, khiến cho bản thân mình cảm giác mệt mỏi thì tốt nhất là bạn nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi trong vòng vài giờ cũng được nghỉ ngơi vài ngày cũng được mục đích là để thư giãn giải tỏa stress giải tỏa những cái căng thẳng những cái bực bội trong đầu óc chỉ có khi đầu óc mình được khai thông mọi thứ mới phát triển được ừ mà mình nói này đấy nha ở thời điểm hiện tại này hoặc là trong thời gian sắp tới các bạn sẽ gặp khó khăn liên quan đến tiền bạc đó tài chính cho nên ngay từ thời điểm hiện tại, cái gì nên tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Hiện tại không phải là thời điểm tốt để phung tiền quá trớn. Mình biết là các bạn cần chi tiêu một vài thứ. Nhưng mà nếu mà các bạn ấy cứ vung tiền như vậy, tình hình tiền bạc sẽ không khả quan. Đặc biệt là những bạn ở tụi bài số 2, những bạn đã bị thiếu hụt tiền trong thời gian dài. Về thể xác và tinh thần, nhưng mình hồi nãy đã nói mối quan hệ nào nên bỏ cứ bỏ về bản thân điều gì nên buông bỏ cũng cứ bỏ đừng có ôm nhiều thứ trong lòng những cảm xúc tệ hại những mối quan hệ toxic không được cái gì hết cái gì vứt được thì vứt đây bánh xe thấy chạy không thế hai con cáo này cứ để dòng thời gian xoay chuyển hãy để nó vận hành theo cách thức riêng của nó việc của bạn là gì dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân để cho đó óc mình thoải mái như vậy mới khai thông được sự nghiệp tài chính công việc sức khỏe cũng mới bắt đầu di chuyển theo giống như mà cái dòng sóng ngầm mấy bạn dòng nước ở chỗ hiện tại di chuyển thì dòng nước ở phía sau nó mới tiến tới được đúng không vậy lời khuyên kinh dịch dành cho các bạn ở từ bài số 2 là gì để mình đọc nhé bế tắc không thông do trời đất không giao âm dương cách trở dẫn đến nhân đạo gặp điều nghịch cảnh mọi việc khó mà thực hiện ừ. vì vậy nên hành xử hết sức cẩn thận tuyệt đối không được vội vàng hấp tấp giữ nguyên hiện trạng chờ đợi thời rồi tiến đến thấy chưa tiếp nha hãy để tinh thần thoải mái bởi sau bế tắc tột cùng sẽ dẫn đến thời kỳ hanh thông sau cơn mưa trời lại sáng. Đây là quy luật tất yếu của cuộc sống. Ở đây nó có bảy chữ. Bạn nhớ kỳ bảy chữ nè. Phòng hoạn nạn khi chưa lộ ra. Như mình đã nói, đặc biệt là về khía cạnh tiền bạc. Tiết kiệm tiền, trữ tiền đi, đừng phung phí tiền trong thời gian này. Bởi vì sắp tới sẽ có biến cố, bạn sẽ cần dùng số tiền đó để duy trì sinh hoạt hàng ngày. Và đó là tất cả những gì mà mình cần truyền tải dành cho các bạn ở từ bài số 2. Tóm lại, bạn giống loài động vật gì? Thì bạn không giống động vật nào hết. Bởi vì sao? Bởi vì bạn chính là con người. Ừ. Thôi, chắc mình không còn gì để nói với các bạn nữa đâu. Vậy thì mình xin chúc cho các bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn ở thời điểm hiện tại hoặc là giai đoạn sắp tới. Mong vạn sự bình an đến với các bạn. Và bây giờ, tạm biệt nhé. Rồi, vậy là mình đã xem xong trải bài cho các bạn ở tụ bài số 2. Và đây, trải bài cho các bạn ở tù bài số 3 với câu hỏi Loài động vật nào giống với các bạn? Mình sẽ để lá bài của... đây, ba chiếc lá ở đây nhé. Và đối với trải bài lần này, mình sẽ sử dụng hai bộ bài để thực hiện. Với bộ bài đầu tiên sẽ thể hiện khí cảnh tinh thần, cảm xúc, sức khỏe, tri thức. Bạn giống loài động vật nào? Kết nối với các bạn ở tổ bài số 1, oh, số 3. Kết nối với các bạn ở tổ bài số 3, bạn giống loài động vật nào? Động vật nào ha Nếu như các bạn ở tựa bài số 1 Là rồng Một loại động vật huyền bí Những người ở tựa bài số 2 Là con người <laughs> Vậy các bạn ở tựa bài số 3 là gì? Bảo wow. Lá bài đầu tiên vẫn chưa thể hiện rõ ha Vừa có người vừa có động vật để xem lá thứ hai nha rất hai lá với bộ bài kinh dịch sẽ cho các bạn lời khuyên lời khuyên dành cho các bạn ở tụ bài số 3 lời khuyên Ủa Sao lá số 2 và lá số 3 giống nhau thế Có ai ở tù bài số 2 đi qua tù bài số 3 không ta Về những người ở tù bài số 3 Các bạn Đặc biệt lắm <laughs> Vì sao mình gọi là, gọi là các bạn đặc biệt Bởi vì như thế này nè cái lúc mà mình hái hai cái lá này xuống á là hái từ trên cây tươi là cây đang trồng nhưng riêng cái lá của các bạn ở tụ bài số 3 là mình hái ở trong chậu Có nghĩa là nhà mình đi mua hoa về xong cắm trong bình nước Và cái cây của các bạn đã sống được ở trong cái bình nước đó hơn một tháng Kinh không? Thường á là những cái loài cây mà mình mang về mình cắm bình nước này Thì đâu đó tồn tại khoảng một tuần là cao lắm rồi Còn riêng cái cây của các bạn nó sống được hơn một tháng rồi sức sống cực kỳ mạnh mẽ Thì cũng giống như các bạn thôi Những người ở tụ bài số 3 Nếu nói các bạn giống một loài động vật nào Cái loài động vật này nó không có đẹp đẽ lắm Không, cái tên nó không có đẹp đẽ thôi Nhưng mà nói về cái khả năng thích nghi môi trường thì đứng đầu Đó chính là gì? Loài linh cẩu nếu như ai thường xuyên xem thế giới động vật, các bạn sẽ biết linh cẩu là loài động vật gì một bầy liên cẩu có thể giết chết được hổ đó các bạn sư tử nó cũng không ngán luôn kể cả sói nữa những động vật lớn động vật nhỏ đều không thể nào qua được cái sự gan lì của tụi nó và các bạn là ai chính là liên cẩu những con người có khứ giác nhảy bén biết đánh hơi môi trường đánh hơi tình hình biết tấn công đúng thời điểm biết rút lui đúng thời cơ Thành ra, ấy, khi mà mọi người nhìn vào bạn, họ sẽ nhìn thấy cái sự nhanh nhẹn từ cả dáng đi, cách nói chuyện, ánh mắt, tư duy, lẫn cái cách mà bạn xử lý vấn đề, cực kỳ nhanh nhẹn. Bạn là một con người có tư duy mở, sáng tạo, bứt phá. Nhiều lúc bạn nói ra những cái ý tưởng mà khiến cho mọi người ngạc nhiên, kiểu giống như là họ không thể tin được trong một cái tình huống như vậy bạn lại có thể nảy ra cái ý tưởng đó. Quá đặc biệt chưa kể đối với người ta nhan một sự việc có thể ra được một kế hoạch hoặc hai kế hoạch còn bạn một trăm kế hoạch vẫn được dường như cái nguồn sáng tạo trong đầu của bạn bất tận nó không có điểm dùng nó giống như một cái giếng không đáy nó cũng giống như là một cái đại dương bao la vậy đó múc một ca nước biển lên thì vẫn là một cái đại dương bao la chẳng thiếu bao nhiêu cả thành ra khi mọi người hỏi bạn những cái ý tưởng mà bạn nói ra đó nó xuất phát từ đâu bạn chẳng lý giải được bạn chỉ có nói rằng ừ thì tôi nghĩ như vậy thôi nó bất chợt xảy ra thôi chứ thật sự tôi cũng không biết là nó từ đâu ra nữa cái đó là bạn đang khiêm tốn thôi chắc thật ra tất cả những gì những ý tưởng những kế hoạch mà bạn vạch ra để mà mọi người nhìn thấy mọi người trầm trồ á nó là tích lũy kiến thức của bạn trong quãng thời gian rất dài bạn nhìn cái lá bài này nè một con cá đang chiêm ngưỡng cái gia tài của mình ở dưới đáy đại dương điều này nghĩa là gì bạn nhìn nha nè có một cái vương miệng nữa nè con cá này có thể đeo cái vương miệng lên trên đầu để người ta biết được nó tỏa sáng nó giỏi giang đến bao nhiêu nhưng tại sao nó lại lựa chọn cất cái vương miệng vào trong cái hòm rương bởi vì nó biết rằng bản thân mình cần khiêm tốn Và bạn cũng vậy Bạn biết là núi cao còn có núi cao hơn Vì thế khi mà bạn đứng trước nhiều người Bạn biết làm thế nào để khiến cho bản thân tỏa sáng Giống như thế này Bạn biết làm thế nào để khiến cho bản thân mình ẩn nhẫn như thế này Bạn biến hóa rất là đa dạng Thành ra khi mà mọi người tiếp xúc với bạn, họ sẽ có đôi phần nói bạn là cái người này có phải là người tốt hay không? Người này có nên chơi hay không? Người này có đáng tin cậy hay không? Bởi vì bạn quá giỏi Thì thường những cái gì quá nó cũng không tốt Bạn giỏi quá thành ra Khiến cho nhiều người họ nghi ngờ Họ nghi ngờ cái sự tin cậy Mà họ muốn dành cho bạn à, Mấy cái đó thì cần gì quan tâm Bản thân mình sống trong mình là được rồi chứ gì đâu uhm, Đối với bạn loài động vật liên cẩu. Thì những người ở tuổi bài số 3 cần lời khuyên gì? Như thế này. Về công việc, sắp tới bạn sẽ có một cái sự bùng nổ cảm xúc ha, liên quan đến một người nam. Nó cũng không có đáng lo ngại lắm đâu. Nhưng mà tốt nhất là bạn nên kiểm soát cảm xúc của mình. Đặc biệt, về bản chất, những người ở tụ bài số 3 là những người có sự cân bằng giữa tính nam và tính nữ bên trong. Thành ra bạn dễ dàng tiếp xúc với tất cả loại người, già trẻ lớn bé gái trai đều được. Mà cũng vì như vậy, á bạn tiếp xúc với họ, bạn biến những cái trải nghiệm của họ thành kinh nghiệm của mình. Thành ra bạn trưởng thành trước tuổi. Người ta nhìn thấy cái sự trải đời trong ánh mắt của bạn, mặc dù bạn tiếp xúc xã hội không lâu, Tốt nhất mình có lời khuyên dành cho các bạn ở tụ bài số 3 như thế này khám phá bản thân là tốt khám phá thế giới là tốt học hỏi là tốt chiêm nghiệm cũng là tốt tuy nhiên trong cuộc đời này đôi khi chúng ta nên biết hạn chế mọi thứ bởi vì sao khi mà chúng ta đã tiếp xúc với một môi trường trong một thời gian dài các bạn rất dễ bị hòa theo đám đông các bạn sẽ khó để mà thể hiện suy nghĩ và tư duy của cá nhân nữa điều này á nó sẽ tốt trong một số trường hợp đại loại như là bạn cần phải hoạt động trong một môi trường cộng đồng tuy nhiên khi thể hiện suy nghĩ cá nhân bạn lại bị hạn chế nó không tốt lắm nhỉ tốt hay không ấy là do bạn do môi trường và do suy nghĩ của bạn nhưng theo mình thì bạn không nên tiếp xúc quá nhiều với mọi người học hỏi kinh nghiệm từ trải nghiệm của họ cũng tốt nhưng mình thích đó, là mình thích bạn tự trải nghiệm hơn đây cái lá bài đầu tiên cũng thể hiện cái tính cách của bạn mà đúng không bạn là một con người rất thích trải nghiệm vì thế mình mong là bạn sẽ tự đích thân sách ba lô bước ra ngoài thế giới hơn là ngồi đó và lắng nghe những trải nghiệm của người khác một ngày hai ngày không đủ thì mình dành nửa cuộc đời chẳng mất mát sao cả. <laughs> Như mình căn dặn trước đó, sắp tới sẽ có một chút đáng lo ngại khi mà bạn tiếp xúc với một người nam nha. Cẩn thận lời ăn tiếng nói là được. Tránh xung đột. Vậy lời khuyên dành cho các bạn ở tụ bài số 3 là gì? Để mình đọc nhé. Cái lá này yêu hệt cái lá của mấy người ở tụ bài số 2 luôn á trời. Đọc lại hả? Rồi đọc lại bế tắc không thông do trời đất không giao âm dương cách trở dẫn đến nhân đạo gặp nhiều nghịch cảnh mọi việc khó thực hiện nên hành xử hết sức cẩn thận tuyệt đối không được vội vàng hấp tấp giữ nguyên hiện trạng chờ thời rồi tiến ừ phần đầu thấy đúng bởi vì với cái tính cách của bạn cái cách bạn tư duy nữa thành ra sẽ đôi lúc khiến cho nhiều người khó hiểu người ta khó hiểu thì kệ miễn sao không xích mích là được nhưng mà riêng cái vế sau nên hành xử hết sức cẩn thận. Thì đây, mình nói rồi đó nha. Cẩn thận, hành xử cẩn thận là được. Tránh gây xích mích Tiếp nè. Hãy để tinh thần thoải mái bởi sau bế tắc tục cùng sẽ đến thời kỳ hanh thông. Ồ, mà các bạn cũng đâu có lo gì đâu ha. Đầu óc các bạn mở mà. Mau buồn mà cũng mau vui. Không sao? Cứ để tinh thần thoải mái là được Tiếp nha Sau cơn mưa trời sẽ sáng Đây là quy luật tất yếu của cuộc sống Mình nghĩ rằng là cái lá bài kinh dịch này Các bạn không cần nghe cũng được Vì sao? Bởi vì cái phần kinh dịch này nè Nó giống như là nói thừa vậy đó Các bạn dư sức để vượt qua cái điều này Các bạn dư sức để khiến cho bản thân mình lạc quan Tích cực nhưng mà được một cái á cái gì quá cũng không tốt <laughs> nãy giờ mình dùng cái từ này hơi bị nhiều tụi một tụi hai tụi ba cũng vậy cái gì quá cũng không tốt vui quá cũng không tốt lạc quan quá cũng không tốt cứ bình tĩnh đùm đùm là được ở đây nó có ba chữ phòng hoạn nạn kèm theo bốn chữ phía sau khi chưa lộ ra mình đọc lại nè phòng hoạn nạn khi chưa lộ ra Khi có xung đột, suy nghĩ kỹ trước khi nói. Khi có kế hoạch, lập kế hoạch kỹ trước khi làm. Đó là những gì mình muốn dặn dành cho các bạn ở tụi bà số 3. Rồi, chốt một câu. Các bạn ở tụi bà số 3 giống là động vật nào? Là loài liên cẩu, thông minh và tinh ranh. Thích nghi với môi trường tốt. Và biết bản thân mình cần làm gì. Thôi, chắc mình không còn gì để nói với các bạn đâu. Vậy thì uh, gửi lời chúc ha. Mình chúc cho các bạn luôn luôn thể hiện sự sáng tạo, phát triển bản thân theo hướng mà mình muốn. Hãy hoang dã hơn, trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, bứt phá và phát triển trong thời kỳ tới. Rồi, vậy thì bây giờ xin chào tạm biệt các bạn ở tụ bài số 3 và hẹn gặp lại các bạn ở những trại bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Bye bye!